Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Tuấn Anh. Rất vui được gặp mọi người trong chương trình Sống Khỏe Chủ Động trước ung thư đầu cổ. Trong chương trình này chúng ta sẽ cùng điểm qua các phương pháp điều trị hiện nay cho bệnh nhân ung thư đầu cổ. Và chủ đề này sẽ mang đến cái góc nhìn toàn diện của các phương pháp điều trị ung thư đầu cổ. Cũng hy vọng là góp phần đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho người bệnh. Ung thư đầu cổ thì chủ yếu bao gồm ung thư vùng khoang miệng, họng miệng và họng thanh quản. Các phương pháp điều trị chính cho ung thư vùng đầu cổ thì bao gồm các phương pháp truyền thống như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và những tiến bộ mới về điều trị sinh học như là liệu pháp điều trị nhắm đích và liệu pháp miễn dịch. Tức là việc sử dụng cái phương pháp nào và phối hợp như thế nào sẽ tùy thuộc vào cái vị trí của khối u nguyên phát, kích thước, mức độ xâm lấn, tình trạng di căn hạch, di căn xa cũng như là các cái biến chứng của khối u trên đường ăn, đường thở, rồi các thể mô học, đặc điểm sinh học và các yếu tố liên quan đến người bệnh như là tuổi, các bệnh lý kèm theo, rồi là thể trạng người bệnh, chức năng các cơ quan. Phương pháp đầu tiên là về phẫu thuật thì đóng vai trò quan trọng và chủ đạo trong điều trị ung thư biểu mô vẩy vùng đầu cổ. Và cái phương pháp phẫu thuật thì áp dụng cho cái giai đoạn tại chỗ, tại vùng. Và để mà triệt căn thì phẫu thuật phải đảm bảo cắt rộng kết hợp với lại vết hạch cổ. Xạ trị cũng là cái phương pháp mà điều trị tại chỗ, tại vùng cho ung thư biểu mô vẩy vùng đầu cổ. Và cái phương pháp này là dùng các bức xạ ion hóa, những chùm tia năng lượng cao để mà tiêu diệt các cái tế bào ung thư. Và hóa trị là phương pháp dùng các thuốc độc tế bào để tiêu diệt tế bào ung thư cũng như là ngăn chặn tế bào ung thư tiến triển thông qua cơ chế làm tổn thương DNA. Phẫu thuật và xạ trị thì chủ yếu cho giai đoạn tại chỗ tại vùng, còn hóa trị thì là chủ yếu cho giai đoạn tiến triển di căn. Tuy nhiên là đối với giai đoạn tại chỗ tại vùng thì hóa trị cũng sẽ giúp làm tăng cường hiệu quả của phẫu thuật và xạ trị. Ngoài ba phương pháp trên thì cái liệu pháp nhắm trung đích và liệu pháp miễn dịch thì cũng là những cái tiến bộ mới và cũng áp dụng chủ yếu cho giai đoạn tái phát di căn. Và liệu pháp nhắm đích là cái phương pháp mà nhắm đặc hiệu vào cái tế bào ung thư mà ít ảnh hưởng đến tế bào lành. Trong các phương pháp nhắm đích thì thuốc kháng thể đơn dòng kháng IgE3 là cái thuốc mà quan trọng và thuốc chủ yếu trong ung thư biểu mô vẩy vùng đầu cổ. Và cái cơ chế là cái thuốc kháng thể đơn dòng này sẽ gắn vào cái IgE3 và sẽ bất hoạt tế bào ung thư tiến triển di căn, và tế bào ung thư biểu mô vẩy vùng đầu cổ thường là bộc lộ cao với lại IgE3 và nó sẽ đường liên quan đến cơ chế là thúc đẩy tiến triển di căn. Và đối với giai đoạn tại chỗ thì IgE3, thuốc kháng IgE3 thì cũng giống như hóa trị, có thể kết hợp với xạ trị làm tăng cái nhạy cảm với xạ trị. Còn đối với giai đoạn mà tái phát di căn thì cái thuốc IgE3 thì cũng đóng vai trò quan trọng như là hóa trị, và cái phác đồ mà kết hợp giữa thuốc kháng IgE3 với lại phác đồ mà hóa trị của Patenum sẽ giúp là giảm gánh nặng khối u, giảm triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống, kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh. Và cuối cùng là cái liệu pháp miễn dịch, nguyên lý là kích hoạt cái hệ thống miễn dịch của cơ thể mà chống lại cái tế bào ung thư thông qua cái việc là cái cơ chế chính là sẽ bất hoạt cái sự kết hợp giữa PD-1 và PD-1 để giúp tế bào khối u là nhận diện được tế bào miễn dịch, nhận diện được tế bào khối u và kích hoạt miễn dịch. Để mà phòng ngừa ung thư đầu cổ thì chúng ta sẽ phải hạn chế hoặc loại bỏ các yếu tố nguy cơ, bao gồm có bỏ thuốc lá, hạn chế uống rượu, các đồ có cồn, tiêm vaccine HPV để phòng ngừa ung thư vùng họng miệng và khoang miệng, cũng như là áp dụng các cái biện pháp tình dục an toàn cho những đối tượng quan hệ tình dục bằng miệng để mà giảm cái thiểu nguy cơ lây nhiễm HPV, vệ sinh môi trường, vệ sinh răng miệng để hạn chế nhiễm các vi sinh vật, và có cái chế độ bảo hộ lao động tốt để mà tránh phơi nhiễm các cái yếu tố gây ung thư trong môi trường cũng như là trong môi trường chung cũng như môi trường làm việc. Vâng, tôi hy vọng những thông tin cung cấp trên đây cũng sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về bệnh ung thư đầu cổ cũng như là các cái phương pháp điều trị ung thư đầu cổ. Ngày 27 tháng 7 sẽ là ngày mà quốc tế về mặt phòng chống ung thư đầu cổ, là ngày mà cũng là cảnh báo cũng như là tăng cường cái nhận thức về sự mức độ nguy hiểm ung thư đầu cổ. Do vậy chúng ta cũng duy trì những cái lối sống lành mạnh và cũng theo dõi, lắng nghe, phát hiện những bất thường của cơ thể để có thể chủ động tầm soát, phát hiện sớm ung thư đầu cổ. Và khi mà phát hiện sớm thì chúng ta cái việc điều trị nó sẽ đơn giản và sẽ có cái hiệu quả. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả và xin kính chào mọi người.